Mời các bạn lắng nghe đôi dòng tâm sự chồng biến mất lúc nửa đêm và sự thật phũ phàng trong phòng cô giúp việc trẻ. Sợ anh ngủ quên trong phòng khách mũi đốt, tôi sẽ sàng rón rén mở cửa phòng ra nơi Trung làm việc để gọi chồng vào ngủ. Tôi chết lặng khi nghe tiếng Trung đang âu yếm dỗ dành Châu trong phòng của Châu. Tôi và Trung đầu mài cúi mắt với nhau ngay hôm xếp hàng làm thủ tục nhập học. Trung một giảng đường suốt mấy năm trường đại học, nên sau khi nhận bằng tốt nghiệp, có việc làm ưng ý ở hai chi nhánh của hai ngân hàng tư nhân trong thành phố. Tôi và Trung xin phép bố mẹ đôi bên để về chung một nhà. Được sự hỗ trợ tài chính của cả hai gia đình, vợ chồng tôi đã có một căn hộ khá vừa ý trong khu chung cư, không xa trung tâm bao nhiêu. Những ngày không phải bận rộn công việc ở ngân hàng, vợ chồng tôi cùng trang trí nhà cửa, cùng đi chợ rồi cùng vào bếp làm những bữa tối, cứ ríu rít không rời khiến tình cảm vợ chồng thêm ấm áp mặn nồng. Biết tin tôi mang bầu, Trung vui vẻ như đứa trẻ được quà. Anh dứt khoát đưa đón tôi đi làm, mặc cho nơi làm việc của tôi và anh ngược đường nhau cả chục cây số. Cả bên nội ngoại đều mừng khi tôi sinh con trai đầu lòng. Bé khỏe mạnh, phàm ăn và lớn nhanh, đặc biệt con trai giống bố như đúc, khiến chồng tôi đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là sà ngay vào con, bế ẩm nựng nịu không muốn rời. Tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh đúng thời điểm con trai sốt cao vì mọc một lúc 4 cái can sữa. Trung sót con nên bảo tôi xin nghỉ không lương chăm bé. Vì ông bà nội ngoại ở xa lại bận rộn vườn không ra phố giúp chúng tôi trông con được, tôi không thể ở nhà thêm với con khi con bé tròn 1 tuổi. Bởi ngân hàng cần nhân viên, nếu tôi nghỉ lâu chắc chắn họ sẽ tuyển người thay thế. Bàn tính xuôi ngược, cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất sẽ thuê giúp việc. Chỉ cần con nượng ăn, chân chạy sẽ cho bé đi nhà trẻ. Nên chuyện tốn kém cho Ocean, vợ chồng tôi cố gắng thu xếp chi tiêu tằn tiện vậy. Qua môi giới chúng tôi chọn được một cô gái quê tên Châu. Châu 23 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Em đã có gần 3 năm giúp việc cho một gia đình đông người nên thông thạo từ quét dọn, sắp xếp đồ đạc, sử dụng máy móc đến đi chợ, nấu nướng, chế biến món ăn hợp khẩu vị. Đặc biệt, Châu hiền lành, không giao tiếp với bất cứ ai trong chung cư. Em lễ phép, một dạ hai vâng với vợ chồng tôi và chăm con trai chúng tôi đầy trách nhiệm. Vì vậy tôi cũng không phản đối khi Trung đề nghị nâng lương cho em khi em ở chung nhà với chúng tôi chưa được 1 năm. Cách đây một độ nửa tháng, Trung thông báo với tôi sẽ nhận việc về nhà làm thêm để cải thiện kinh tế gia đình. Tôi biết ơn chồng vì chấp nhận vất vả cho vợ con có cuộc sống dễ chịu. Tối Trung ôm tài liệu sổ sách ra phòng khách làm việc cho yên tĩnh. Anh bảo tôi cứ đóng cửa đi ngủ, lúc nào xong việc anh sẽ vào nghỉ sao. Đêm qua tôi ôm con say giấc, khi giật mình nghe đồng hồ điểm đã 2 giờ mà không thấy chồng nằm bên, sợ anh ngủ quên trong phòng khách mũi đốt. Tôi rón rén mở cửa phòng ra nơi Trung làm việc để gọi chồng vào ngủ. Tôi chết lặng khi nghe tiếng Trung đang âu yếm dỗ dành Châu trong phòng của Châu. Còn cô xin trẻ nũng nịu rằng chồng tôi phải cho danh phận vì chiều chuộng anh mà cô mang bầu. Châu sợ hãi lắm lét tránh cái nhìn của tôi. Còn Trung nhanh nhãn thanh minh rằng làm thêm quá khuya buồn ngủ không tỉnh táo nên vào nhầm phòng cô xin, chứ anh không có ý gì. Tôi đâu phải là đứa trẻ tên Ba, làm sao tin được những lời nói dối của Trung. Bây giờ tôi thật sự rất bối rối. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Mời các bạn lắng nghe đôi dòng tâm sự thứ hai có tựa đề Tân hôn, chồng sai bí tỉ, nửa đêm tỉnh dậy tôi thất kinh khi thấy người phụ nữ nằm cạnh. Chồng tôi là một người đàn ông rất chu đáo, biết quan tâm đến mọi người. Còn nhớ hồi yêu nhau, có đợt tôi bị ốm phải nằm bẹp ở nhà. Mấy ngày ấy hôm nào anh cũng qua thăm tôi ngày 2-3 lần. Sáng trước đi làm ghé qua, nghỉ trưa cũng tranh thủ chạy qua, chiều tan làm là qua, ở nhà tôi tới khuya mới về. Hành động của anh khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Còn trong mắt bố mẹ tôi, anh là một người lịch thiệp, lễ phép, rất biết trên biết dưới vì lần nào tới chơi anh đều mang theo quà cáp tới biếu, khỏi phải nói bố mẹ tôi ưng chàng rể này lắm. Hẹn hò được nửa năm, dưới sự thúc giục của bố mẹ hai bên, chúng tôi tổ chức đám hỏi trước, định ngày cưới vào nửa năm sau để có thời gian chuẩn bị cho thoải mái. Về tiền sính lễ hay của hồi môn, chúng tôi không có ý kiến gì để bố mẹ toàn quyết định và rất may mắn cả hai nhà không xung đột về chuyện này. Hôm đám cưới, hai vợ chồng đi vòng quanh tiếp gần 100 bàn khách khiến chúng tôi kiệt sức. Buổi tối, một số bạn bè thân thiết của chồng vẫn không chịu tha cho anh, bắt anh uống tiếp. Không chối được nên tối hôm đó chồng tôi vào phòng tân hôn trong trạng thái say quất cần câu, say tới nỗi không biết trời đất gì nữa. Khó khăn lắm tôi mới đưa được anh lên giường. Tiễn bạn bè anh xong, tôi quay vào phòng lau mặt mũi chân tay cho chồng để anh ngủ ngon hơn. Thấy anh say, bố mẹ chồng tôi lo lắng nên ngó nghiêng mấy lần rồi mẹ chồng trách: "Tân hôn mà sai thế này thì làm ăn được gì nữa. Mẹ đã dặn rồi, đám cưới thì uống ít thôi, chối được cứ chối. Khách khứa không ép đâu, vậy mà vẫn sai bí tỉ. Mà con thấy chồng uống cũng không biết đường mà cản chồng làm sao. Làm vợ phải biết quan tâm chồng, biết cái gì đúng, cái gì sai mà cản, chứ cái gì cũng chiều chồng thì mà hỏng hết." Dâu vừa vào cửa mẹ chồng đã trách móc như vậy khiến tôi thấy chạnh lòng. Nhưng thiết nghĩ chắc mẹ lo cho con trai quá mà lỡ lời nên tôi chỉ im lặng, không dám nhiều lời. Sau đó mẹ chồng ngỏ ý ở lại chăm sóc cho anh, nhưng bố mẹ bận rộn mấy ngày trời rồi nên tôi động viên bà đi nghỉ sớm cho khỏe. Có gì tôi tự xoay sở được. Nói mãi bố mẹ chồng mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Tôi bận bịu tới khoảng 11 giờ tối mới đi tắm rồi ngủ. Vì mệt mỏi cả đêm, cả ngày rồi nên vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ luôn. Nhưng vì ban ngày cứ uống chút rượu, trước khi ngủ uống thêm cốc nước, đến nửa đêm tôi phải tỉnh dậy để đi vệ sinh. Sau khi bật đèn ngủ lên, tôi chợt thấy một người phụ nữ đang nằm trên giường tân hôn của hai vợ chồng tôi, khiến tôi giật thót người. Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện ra đó chính là mẹ chồng. Tôi lai chồng dậy nhưng anh chưa tỉnh thì mẹ chồng đã mở mắt trước. Bà nhìn tôi cười: "Mẹ sợ một mình con không lo được nên mẹ qua đây ngủ." Sau đó mẹ nhìn qua chồng tôi, đảm bảo anh không có vấn đề gì rồi bà nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng cả đêm hôm đấy tôi không tài nào ngủ được. Con trai 30 tuổi rồi, đêm tân hôn mẹ còn vào phòng con trai, con dâu ngủ cùng, nghĩ thấy thật là kỳ quặc. Sau vài tháng kết hôn, tôi nhận thấy mẹ chồng chăm chút cho chồng tôi quá kỹ. Sáng sớm mẹ dậy chuẩn bị cơm trưa để chồng tôi mang đi làm. Quần áo giày dép cũng là mẹ chuẩn bị. Chồng tôi dậy chỉ có việc xỏ vào rồi đi làm thôi. Lương anh cũng là do mẹ chồng giữ. Không chỉ vậy, ngay cả việc vợ chồng ân ái mẹ cũng can thiệp, dặn dò hai đứa chỉ sinh hoạt 1-2 lần trong tuần thôi kẻo mệt. Sự quan tâm chăm sóc thái quá của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy khó chịu, nên nhiều lần tôi đã nói với chồng chuyện dọn ra ở riêng. Tuy nhiên anh không đồng ý. Anh nói anh là con trong một trong gia đình, cần phải bên cạnh chăm sóc bố mẹ khi về già. Nhưng chúng tôi có thể dọn ra ở gần, thỉnh thoảng chạy về trong nôm ông bà được mà, chứ tôi có bắt anh phải đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ đâu. Tôi phải làm gì để chồng đồng ý ra riêng? Chứ cứ sống cảnh này tôi sợ sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hoặc không có tiếng nói trong cái nhà này quá. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Bạn thân mến, qua hai tâm sự bên trên, mời các bạn để lại lời khuyên ở một bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tâm sự tiếp theo.